Thưa quý vị, chiến dịch tìm kiếm thi thể một cô bé 3 tuổi mất tích từ 16 năm trước đã bước sang ngày thứ ba. Trước đó, hôm 23 tháng 5, nhà chức trách Bộ Đào Nha và Đức bắt đầu đà soát một hồ chứa nước gần khu vực nơi bé gái 3 tuổi người Anh mất tích hồi năm 2007. Đây là tiến triển mới nhất trong nỗ lực tìm kiếm bé gái mất tích nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn thu hút được sự chú ý từ truyền thông. Vào ngày 3 tháng 5 năm 2007, bé Madeleine McCann biến mất khỏi phòng ngủ tại căn hộ mà gia đình đang ở tại khu nghỉ dưỡng Praia da Luz của Bồ Đào Nha, trong lúc bố mẹ của bé đang ra ngoài ăn tối. Hai em sinh đôi của bé McCann cũng ở nhà và đang ngủ vào thời điểm đó. Chiến dịch tìm kiếm đang diễn ra tại hồ nước Barragem do Arade cách địa điểm bé McCann mất tích khoảng 45 km. Chiến dịch tìm kiếm diễn ra sau khi cảnh sát Đức phát hiện ảnh chụp Christian Brockner tại hồ nước này. Bruckner bị nhà chức trách Bồ Đào Nha coi là nghi phạm chính trong vụ mất tích của McCann sau khi người này bị tình nghi có liên quan vụ mất tích của một trẻ em người Anh cũng tại khu nghỉ dưỡng Ocean Club vào năm ngoái. Tháng 6 năm 2020, cảnh sát Đức chính thức coi McCann đã chết. Bruckner được cho là nghi phạm chính trong vụ mất tích của cô bé. Tuy nhiên, Bruckner bác bỏ mọi liên quan tới vụ việc. Người này cũng chưa bị truy tố các tội danh liên quan tới vụ mất tích của McCann.